Ban chỉ đạo 138 phường Phú Thứ, quận Cá Răng cũng vừa tổ chức ngày hội điểm toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024 của quận Cá Răng. Từ đầu năm 2023 đến nay, cấp quỹ chính quyền phường Phú Thứ đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương biện pháp về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, quy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong việc tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đưa phong trào ngày một phát triển sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trên địa bàn góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội ở địa phương